Chào mừng quý vị đang đến với chương trình. Trong loạt chuyên đề, chúng tôi chia sẻ với quý vị những căn bệnh liên quan đến răng miệng. Những người đã từng bị những bệnh về răng, ví dụ như là bị nhiễm khuẩn quanh cuống răng hoặc là nang chân răng, hoặc là những tai biến khi mà nhổ răng cũng gây ra viêm xoang hàm, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin liên quan đến bệnh này với sự tham gia của vị bác sĩ khách mời trong chương trình. Xin được giới thiệu với quý vị tiến sĩ bác sĩ Trần Hùng Lâm, là tổng thư ký của Hội Cấy ghép Nha khoa Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc chuyên môn của Elite Dental Group. Xin chào Bích Nga, xin chào quý khán giả. Mở đầu chương trình xin được mời bác sĩ và xin được mời tất cả quý khán giả cùng theo dõi một đoạn phim tình huống ngay sau đây. Tình là tình nhiều khi không mà có, hư yeah. Tình là tình nhiều lúc có như không, hư yeah. Nếu có yêu nói đi ngại gì, Ủa, bộ em tính đi hát lô tô hội chợ sao mà ngày nào cũng luyện thanh vậy trời? Trời ơi, chị hai, chị hai nghĩ sao vậy? Cái sân khấu lô tô làm sao chứa được em? Cỡ như em là phải sân khấu của Diva, sân khấu hàng ngàn chục mét vuông, chị hiểu không? Hụt dê. Nghe nè, có cái sân khấu này cũng cỡ 100.000 mét vuông đó, chị giới thiệu em hát được không? Ở đâu? Ủa, ngoài ruộng cũng cỡ 100.000 mét vuông đó. Trời ơi, mơ quá, sân khấu Diva. Hai này kỳ quá, tự nhiên cái ước mơ của ta, chị ta cứ nói ngại gì. Bây giờ em nghiêm túc đi, chị muốn nói chuyện với em một cách nghiêm túc. Sao hôm nay em thấy chị lạ lắm nha. Đây không giống cái hình tượng của chị như lúc trước. Hồi trước chị là giống như dân chợ vậy đó, gặp cái đụng cái gì chị cũng chửi em hết, nhiều khi chị quýnh em nữa. Mà sao như hôm nay chị nhẹ nhàng với em quá vậy? Kể từ giờ phút này chị phải hiền, phải quan hệ ngoại giao với mọi người trong bà con hối xóm, phải ăn mặc đẹp như vậy nè. Dù sao nữa phải để lại một hình tượng đẹp sau này, em hiểu không? Nghe chị nói nè, chị mới vừa bán heo được 100 triệu để đó làm của hồi môn cho em lấy chồng nha. Cái chuyện mà em cưới chồng á, ai mê em là phải tự trải thảm đỏ rước em, chứ đâu có chuyện mà em lấy tiền mà em đi cưới chồng chị. Em là em ruột của chị biết mà. Ai mà nhào vô nó yêu em 7, 3, 21 ngày thôi, nó lấy em về á chưa được 3 tháng đâu, nó trả em về nơi sản xuất đó, thành ra em phải có của, thì quả mai á nó mới cầm cự lại cuộc đời của em lại, em hiểu không? Khoan xí chị hai, sao tự nhiên những cái lời mà chị nói với em giống như là cái lời trăn trối? Chị bị gì hả? Chị hai, em làm gì chị không vui? Chị khóc hả hay em sao? Chị bị ung thư. Hả? Sao bây giờ chị mới nói với em? Chị biết là chị ung thư thôi chứ chưa biết giai đoạn nào. Nếu như mà không biết giai đoạn nào, sao chị không đi khám bác sĩ? Hả? Không làm cái gì, đã biết mình bị ung thư rồi, khám vừa tốn kém. Nhưng mà chị phải chịu chứng gì chứ, tự nhiên khi không chị nói chị ung thư ai mà tin? Chị đau. Hả? Chị bị ung thư hàm rồi em. Nè, ngay cái chỗ răng sâu của chị á, trời ơi nó đỏ, là ung thư hàm rồi còn cái gì nữa. Trời đất ơi, chị đâu phải bác sĩ đâu. Tự nhiên hả, bị đau vậy cái chị nghĩ ung thư? Không phải. Phải. Em nghĩ á, cái này là do chị bị sâu răng rồi, cái chị y chị để vậy hoài, nó cứ âm ỉ lâu ngày cái nó mới ăn trong hàm của chị. Cái này á, có thể là chị bị viêm xoang hàm thôi chứ phải ung thư đâu. Viêm xoang hàm, vậy là chị khỏe rồi chứ. Giờ chạy ra tiệm thuốc tây mua thuốc giảm đau là hết cái gì phải không? Ở đâu chạy tiệm thuốc tây? Nếu như mà chị không đi khám bác sĩ, cái đó lâu ngày như là chị sẽ bị qua đường tai mũi họng luôn. Vậy giờ chị phải làm sao? Nè bây giờ nè, em mời chị nghe bác sĩ tư vấn. Thưa bác sĩ, trong đoạn phim tình huống vừa rồi chúng ta thấy là nhân vật nữ vừa mới bị đau răng thôi, thì chị nghĩ rằng là chị bị ung thư và đang rất là bi quan với căn bệnh của mình. Thì một nhân vật nữ khác cũng trong đoạn phim tình huống này có những kiến thức về nha khoa nhất định, và chị đã nói rằng là nhân vật này bị viêm xoang hàm. Vậy thì xin mời bác sĩ có thể chia sẻ cho Bích Nga cũng như khán giả được hiểu rõ hơn thế nào là bệnh viêm xoang hàm ạ? Thật ra thì chúng ta hay nghe là về cái viêm xoang nói chung, thì viêm xoang là những cái bệnh lý, những cái xoang cạnh mũi, thì nó bao gồm là cái xoang hàm ở hai bên, rồi lên cao có thể xoang trán, ra phía sau có xoang bướm với xoang sàng. Thì tuy nhiên thì chỉ có cái xoang hàm là thường có liên quan trực tiếp đến lại những cái bệnh lý về răng miệng. Thì như vậy là một số trường hợp những bệnh lý răng miệng như là những cái viêm răng mà của từ cái răng cối nhỏ, răng cối lớn hay hàm trên, thì nó có thể có những cái liên quan trực tiếp mà nó làm cho những cái tình trạng là gây ra cái viêm xoang hàm. Thì viêm xoang nói chung đó là bệnh lý viêm nhiễm và thường là do nhiễm khuẩn. Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì nguyên nhân của bệnh viêm xoang hàm là do đâu ạ? Thì chúng ta thấy là viêm xoang hàm là thường là do nhiễm khuẩn. Thật ra cái mục đích chính của các xoang mà cạnh mũi đó, thì chúng ta thấy là cái xương sọ chúng ta nếu mà không có những cái xoang nó sẽ rất là nặng. Cái xoang nó sẽ làm nó giảm cái tỷ trọng của cái xương sọ xuống và nó có những cái hốc. Thì những hốc đó thông thường nó phải được thông thoáng và thông khí. Thì nhưng mà khi nào mà nó có một cái sự tắc nghẽn nó diễn ra thì làm bít những cái hốc đó, những cái lỗ thông,
thì nó là cái điều kiện cho vi khuẩn nó phát triển và nó gây ra cái viêm xoang. Thì khi mà cái xoang hàm trên á, thì nó có liên hệ với những cái chân răng. Một số cái răng nó có thể là thông vào trong cái xoang hàm. Cho nên là một số trường hợp những cái viêm nhiễm của răng, thông thường là ví dụ chúng ta thấy nhỏ là sâu răng, đến viêm tủy, đến viêm quanh cái chóp răng. Thì những cái chóp răng này nó nằm thông trực tiếp trong cái xoang hàm. Cho nên nếu có những cái viêm nhiễm gì lớn đó, nó có thể nó thông trực tiếp vào trong xoang hàm và nó gây ra những cái viêm xoang hàm. Và cái triệu chứng thì nó cũng sẽ rất là giống những cái viêm xoang bình thường. Tuy nhiên cái nguồn gốc thì nó là do những cái răng bị sâu, bị viêm nhiễm bên dưới. Triệu chứng giống viêm xoang bình thường là như thế nào ạ? Thì thường thì bệnh nhân sẽ thấy rất là thường có thể là nó có hai dạng, hoặc là cấp tính hoặc là mạn tính. Thì cấp tính thì nó sẽ có kết hợp với sốt, có thể bệnh nhân rất là đau đầu, nhức nặng một bên, rồi có thể là chảy mũi, rồi ho, sổ mũi vân vân. Thì viêm xoang hàm mà cấp tính thông thường là sẽ điều trị vào nội khoa, tức là dùng thuốc. Còn những cái mà mạn tính tức là kéo dài lâu ngày rồi thì thường sẽ kết hợp với lại cái phẫu thuật để làm sạch cái xoang. Cái dấu hiệu nhận biết của bệnh nó cũng không có được rõ ràng, thì bệnh nhân không chữa tận gốc thì để lâu thì viêm xoang hàm nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả như thế nào? Thì những cái cấu trúc mà giải phẫu của vùng mặt thường rất là quan trọng. Chẳng hạn chúng thấy đơn giản cái răng thì viêm nhiễm trùng răng thì nó lan lên trên thì thông vào xoang hàm. Thì như là xoang hàm mà ra phía sau nữa thì có thể gây ảnh hưởng những cái viêm về viêm tai. Xuống dưới thì có viêm hầu họng, hay lên trên nữa thì có hệ thống về mắt, thần kinh thì rất là quan trọng. Đôi khi những cái viêm rất là đơn giản nhưng mà không có được điều trị mà tận gốc hay là đúng mức thì có thể lan ra, tùy vào cái hướng lan thì nó có thể ảnh hưởng đến những cái triệu chứng khác nhau, và đôi khi nó có thể gây ra những cái biến chứng rất là trầm trọng. Như vậy cách thức điều trị đối với viêm xoang hàm là gì ạ? Đương nhiên thì cái viêm xoang hàm thì thường là những bác sĩ tai mũi họng sẽ là cái người chẩn đoán. Nhưng mà một số trường hợp thì cũng phải kết hợp với lại những bác sĩ về răng hàm mặt. Thì như vậy để điều trị trong trường hợp mà viêm xoang hàm do răng đó, thì đương nhiên đầu tiên là phải điều trị tận gốc cái răng nguyên nhân. Thì có thể là chữa tủy, hay là đôi khi những cái răng khôn bị nhiễm trùng có thể phải nhổ. Thì điều trị răng tận gốc đó xong thì khi đó mới kết hợp qua cái điều trị cái viêm xoang, là có thể là dùng thuốc, tức là kháng sinh, hoặc là cái phẫu thuật bằng cách làm sạch. Như vậy thì cách thức mà chúng ta sẽ phòng ngừa từ sớm để tránh dẫn đến những cái viêm nặng như là bác sĩ vừa mới chia sẻ là gì ạ? Liên quan đến răng mà do răng nguyên nhân thì đương nhiên cái cách cũng là chúng ta phải giữ gìn vệ sinh răng miệng, giữ răng là thật là kỹ, chải răng đúng cách, cũng như là thăm khám với bác sĩ nha khoa định kỳ. Và đương nhiên có bất kỳ một cái sang thương, một cái tổn thương ở trên răng phải điều trị càng sớm thì càng tốt. Tránh những trường hợp mà những cái thương đó, những cái nhiễm trùng đó nó lan rộng hơn, nó lan rộng lên trên. Thì khi nó vào trong cái hệ thống xoang hàm thì cái đó cái điều trị nó sẽ phức tạp và tốn kém hơn rất là nhiều. Thì cho nên là phải, tức là luôn luôn là phòng bệnh cũng hơn là chữa bệnh. Những lưu ý trong việc điều trị viêm xoang hàm. Để điều trị triệt để bệnh viêm xoang hàm, cần có sự phối hợp giữa răng hàm mặt và tai mũi họng để giải quyết nguồn gốc gây bệnh. Trường hợp bệnh cấp tính, bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng thuốc kháng sinh và kháng viêm để ổn định tình trạng viêm cấp, hết sưng, hết sốt và hết đau. Sau khi đã ổn định, sẽ thực hiện rửa xoang hàm bằng cách tự rửa mũi xoang hoặc tiến hành chọc rửa xoang tại cơ sở y tế để loại bỏ ổ viêm ở chuyên khoa răng hàm mặt. Nên thường xuyên khám răng và tai mũi họng định kỳ. Khi có bất kỳ dấu hiệu bệnh, không nên chủ quan mà phải tìm ngay các biện pháp điều trị càng sớm càng tốt. Vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin rất giá trị của bác sĩ Trần Hùng Lâm. Và chúng ta cùng quay trở lại với những nhân vật nữ trong đoạn phim Tình huống. Sau khi họ đã lắng nghe những lời tư vấn từ bác sĩ thì họ sẽ có cách thức giải quyết vấn đề của mình như thế nào, quý vị nhé. Trời ơi, dễ sợ hả má. Bây giờ nhiều người là không vệ sinh răng miệng kỹ, gây ra nhiều bệnh về răng miệng. Đúng rồi, bởi vậy em nói thiệt với chị, vệ sinh răng miệng mình phải thật là kỹ càng. Chị đánh có lần à? Thì đó, bởi vậy phải xiên đánh răng lên, bảo vệ răng của mình. Như vậy răng mình nó mới tốt, chứ không có vụ mà để sâu răng rỉ y âm mỹ như vậy là không có được đâu, nghe chưa? Rồi, chị biết rồi. Vậy là giờ chị phải đi khám phải không? Đúng rồi. Phải điều trị kịp thời chứ gì. Chứ đâu phải ung thư đâu phải không? Không có ung thư mà. Bây giờ em đưa chị đi khám nha. Các bạn ở nhà đợi chị ra ngân hàng chị lấy tiền nha. Ê khoan, đi khám thôi rút tiền chi? Tính là để 100 triệu lại cho em, nhưng mà giờ thôi chị đổi ý lại rồi. Chị lấy ra 100 triệu để chị đi khám răng. Rồi xong đó chị đi shopping, chị mua đồ, mua quần, mua áo. Đúng rồi. Vậy là chị... Có nghĩa là chị phải tận hưởng cuộc sống. Rồi, ủa chị ơi, vậy còn cái tiền cưới của em. Chị hai. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.